Kính thưa quý vị, mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gửi công hàm đề nghị Trung Quốc sớm đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia thí điểm du lịch theo đoàn, tạo điều kiện để hai nước cùng phát triển. Trước đó, Trung Quốc hồi tháng 1 công bố danh sách 20 quốc gia thí điểm mà công dân được đi du lịch theo tour hoặc là tự túc từ ngày 6 tháng 2 nhưng không có Việt Nam. Theo nhiều nhận định, tương tự thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, việc phục hồi thị trường Trung Quốc sẽ diễn ra từ từ, còn những khó khăn nhất định. Du lịch thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam chứng kiến sự quay trở lại của du khách quốc tế. Một trong những biểu hiện rõ rệt nhất là lực lượng hướng dẫn viên đã quay trở lại và làm việc với cường độ ngày một cao hơn. Năm nay thì chúng ta mở rộng ra rồi có thêm được du lịch quốc tế, bao gồm du lịch nước ngoài và khách inbound. Tuy nhiên, so với cùng kỳ mà trước dịch thì nó cũng chỉ mới bằng 60%. Trước dịch, Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất Việt Nam và Việt Nam cũng nằm trong top 5 quốc gia gửi khách đến Trung Quốc. Theo Tổng cục Thống kê, năm 2019 có 5,8 triệu lượt khách Trung Quốc sang Việt Nam, chiếm gần 1/3 tổng lượng khách quốc tế. Việc Trung Quốc tuyên bố mở cửa các hoạt động giao thương trở lại từ ngày 8 tháng 1 vừa qua cũng được các doanh nghiệp kỳ vọng, nhưng số liệu thực tế hơn tháng qua không được như ý. Dù vậy, các doanh nghiệp Việt Nam vẫn ở tâm thế bình tĩnh và không bị động bởi bài toán phát triển các thị trường để thay thế vẫn đang được coi trọng. Trong dịch và kể cả trong thời gian vừa qua khi mà Trung Quốc chưa mở cửa thì chúng tôi vẫn thường xuyên duy trì cái mối liên hệ của mình với các đối tác, các khách hàng của chúng tôi ở Trung Quốc để cùng nhau tính toán, bàn bạc những cái kế hoạch khi mà chính phủ Trung Quốc mở cửa. Ngoài ra thì những cái thị trường mà trước đó chúng tôi dự kiến là tìm kiếm để mà thay thế cho khách Trung Quốc, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì. Đánh giá một cái khách quan đó là cái sự mở cửa lại của một số cái thị trường, ví dụ như Trung Quốc là Nhật Bản cũng mở cửa khá là trễ và nó cũng ảnh hưởng. Và cái sản phẩm dịch vụ thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh cũng đang hướng tới đó là những cái sản phẩm để thu hút các cái thị trường, ví dụ như Ấn Độ và Trung Đông để bù đắp. Thưa quý vị, hiện nay các doanh nghiệp du lịch vẫn hết sức bình tĩnh và có sự kết nối liên tục với các doanh nghiệp tại Trung Quốc để xây dựng các chương trình tour tuyến phù hợp để đón du khách.